Hello, xin chào tất cả các bác nhé. Chào tất cả các anh em ở trên kênh. Thì hôm nay em mình lại làm một cái clip là quay khá là chi tiết và báo giá mấy chiếc xe đang có sẵn ở trong cửa hàng, để anh em nào mà kết con gì thì kết nối với em. Thì trong cái mùa dịch này là buôn bán cũng hơi khó khăn các bạn. Nói chung là buôn bán rất là khó khăn. Thì cửa hàng của ô tô của em là ở số nhà 78 đường Việt Bắc, thành phố Thái Nguyên, Việt Bắc Kha. Thì mặt tiền nhận diện thương hiệu nó như thế này. Thì các bác nào mà yêu thích kênh thì cho phép em xin phép là ấn cho em một nút đăng ký và nút like để ủng hộ kênh, cũng như là các bác comment ý kiến của mình xuống bên dưới, để cho bọn em càng ngày càng hoàn thiện hơn, để về cả cái mặt chất lượng video quay cũng như là về cái mặt nội dung nó tốt hơn. Thì hôm nay em xin phép báo giá ba con. Một đầu tiên là con xe Kia Carren này. Đấy, mỗi một con thì em sẽ quay chi tiết luôn. Con Kia Morning kia và một con Focus ở ngoài cùng ấy. Đấy. Thì hôm nay em xin phép em sẽ làm clip như vậy. Đang quay các bác ạ. Đang quay thì có một anh khách, anh ấy đến anh ấy đang ngó qua con Morning, bảo mua để cả vợ chồng, hai vợ chồng đi, nhưng mà lại muốn xe nhỏ mà lại số tự động ấy, đâm ra là nhà em lại đang chưa có. Nhưng bác ấy vẫn xem con Morning số sàn đấy. Thì trong cái lúc mà đợi bác ấy xem con Morning thì em xin phép em quay con này. Con này là Kia Carren, như hôm nọ em bận bịu công tác quá thì đâm ra là cũng chưa quay được. Thì hôm nay em sẽ quay chi tiết cho các bác. Con này là con Kia Carren, đời sản xuất năm 2011, đó là bản 2.0, máy xăng, bản full và số tự động. Đấy, thì bên ngoài ngoại thất thì xe này có màu vàng cát như các bác nhìn thấy ở trên màn hình. Và màu vàng cát cũng như là biển thì biển Hà Nội. Đấy, thì cái xe này nguồn gốc là như các bác biết rồi, cách đây mấy tháng thì em mua của một bác ở Hà Nội. Mua một bác ở Hà Nội và về bán cho một anh ở Bắc Ninh làm bất động sản ở Bắc Ninh, và sau một thời gian sử dụng thì bác ấy bị cách ly suốt, thì đâm ra bác lại bán lại cho em. Đấy, về bán lại thì cũng có xước sát vài tí ở bên đằng đầu đít các thứ, nhưng mà em đã đi làm đẹp hết rồi, về bây giờ là chạy ngon lành. Và hơn nữa là trước khi bán cho em một ngày thì lại hết đăng kiểm, thế đâm ra bác ấy đi đăng kiểm luôn, và ngày hôm sau thì bán cho em. Đây này, thì ngày đăng kiểm này các bác này, 20 tháng 9 này 2022 này đó. Thì các bác nào mà mua con này thì đăng kiểm phí đường bộ là các bác đã được miễn phí, gọi là một năm rồi. Một năm thì đã đỡ được khá là tiền. Đấy, thì về tổng thể con xe này thì về máy móc đi, về máy móc gầm bệ cũng như là về sơn si. Sơn si thì em đã sơn đẹp rồi, xung quanh đã sơn đẹp hết, đánh bóng các thứ đầy đủ, và đèn đóm là đánh bóng đẹp. Đây này. Đấy. Đèn ban đầu là cái đèn bên này nó hơi tối một tí, nhưng mà hiện tại đã đánh bóng là đẹp rồi. Đấy, còn về đâm va thì không có các bác nhá. Con xe này thì keo chỉ nguyên bản, không có bị đâm va móc méo ở đâu cả. Đấy, còn về gầm bệ thì về thì em đã chỉnh rồi, vì cứ đi một thời gian thì nó sẽ bị rệu rạo cái gầm một chút, nhưng mà về em đã cân chỉnh lại cho nó nét rồi. Còn về phần lốp thì đây. Lốp thì còn khá là đẹp các bác. Đây, lốp còn rất là dày. Đây, như em quay cận cảnh cho các bác đây. Thế còn về xe, về cái vành này thì lâu năm rồi, nó không thể tránh khỏi những cái xước sát. Đây này, em quay, em lại quay những cái xấu của xe đi cho các bác hình dung được. Cái vành này thì không được, có vài chỗ nó gọi là hơi xước sát một tí, không được nét như lúc mới mua. Hoặc là những cái đèn xi nhan này, đây, những cái đèn xi nhan này thì vẫn dùng vẫn đang tốt, nhưng mà tuy nhiên là nó bị va quệt nhiều, va quệt ở cái bên mé bên cạnh này, thế đâm ra là nó có bị nước vào, nó hơi vàng ố bên trong. Đấy, thì bác nào về thì có thể thay đi. Bây giờ mà em thay thì thành ra giá thành nó đội lên hơi cao. Đấy, về vành này thì nhìn xa thì rất là đẹp rồi, tổng thể tổng quan thì đẹp, nhưng nhìn gần đây thì nó vẫn có bị xước vài tí đây này. Đấy, xước vài tí, nếu bác nào mà kỹ tính lắm thì về có thể sơn vào, còn không thôi để vẫn ok. Vâng, chào anh, chưa kết rồi anh. Rồi ok, thế anh cứ xem số tự động đi, em quay phim một tí. Đây, về bên đằng đây là em quay đằng sau xe.
ở sau xe thì về vấn đề đâm đụng keo chỉ ấy, thì những cái xe mà từ đời 2011 rồi thì cũng khó mà tránh khỏi những cái va chạm phía đằng sau. Nhưng mà tuy nhiên như con này thì về cơ bản là keo chỉ vẫn còn nguyên bản đấy. Tuy nhiên cái chỗ này có một nứt keo chỉ nữa các bác này, nó bị hơi nứt một tí, nhưng đây vẫn là chỉ nguyên của nó đấy. Tuy nhiên thì cũng có thể là có va chạm nên là bị nứt, nhưng mà cái người ta vẫn để nguyên bản chứ không phải chạy lại chỉ hay là làm lại cái gì cả, mà là chỉ sơn xi bên ngoài thôi đấy. Đây mình có thể anh em xem ở đây là biết này, đây những cái ốc đằng sau của cái cốp này, nắp cốp này, đây ốc đằng sau, đây ốc đằng sau, rồi là cái phần tai, những cái phần tai bên này hay là tai hai bên đây thì đều nguyên bản nhé, không có bị đâm đụng cái gì cả. Về phần kính thì toàn bộ kính zin các bạn, đây kính zin, kính theo xe đây, kể cả kính hậu này, xem phần kính hậu đây, kính hậu cũng là kính zin, không phải là bị đâm đụng ở đâu mà phải thay. Đây kính zin, kính lái cũng vậy đấy. Các bác đi mua xe các bác phải để ý cả cái kính nhá, kính rất quan trọng mà nó khám phá là nhiều điều đấy. Đấy đây đèn nhan bên này cũng thế, nó gọi là lâu ngày lâu năm rồi, những cái này nó có thể va quệt là nó hay bị kiểu như bị xước móp, hay nó hay bị nước vào. Biết ai gọi điện đây, đang quay phim là không nghe được máy. Đây về phần keo chỉ của cái đằng cửa trước cửa lái thì như em mà nãy em nói rồi, thì về phần keo chỉ thì tất cả đều mọi thứ đều ok. Đây em quay, cố gắng quay thật chi tiết cho các bác xem, thì các bác nào ở xa thì đỡ phải lăn tăn nhiều đó. Tuy nhiên là cái ốc cửa này đã được tháo rồi, những cái dòng này tầm này rồi là hay bị xước sát bên ngoài, móp méo các kiểu là sẽ phải tháo ra để sơn các bạn, tháo ra người ta mới sơn được đấy. Cả bên này cũng thế, bên này thì lại chưa tháo, cửa đằng sau rồi lại chưa tháo, cửa trước thì có tháo rồi đấy. Tiếp tục em quay cái keo chỉ phần cửa sau nhé, xem nó có bị mất chỉ, mất keo ở đâu không. Thì đây là cái keo chỉ nguyên bản theo xe. Đây em cố gắng là quay thật kỹ, thật chi tiết. Đấy, cửa này thì còn chưa tháo, đấy, nên là các bác yên tâm. Cửa sau bên lái này. Đấy. Đây, tất cả những cái ốc này thì còn nguyên bản. Những tay cánh cửa nguyên bản. Và kính là kính zin. À đây, con này là các bạn, cái lòng rè ở đây, cái lòng chắn bùn này đang bị mất một đoạn ở đây rồi. Đấy, lúc em sẽ đi thay thế vào, nhìn cho nó đẹp. Cái này là cái ốp đèn này các bạn, cái ốp đèn này em không thích lắm. Đấy, nó hơi không đẹp lắm đây. Các bác nào mà về không thích thì có thể bỏ ra, như em thì em cứ tạm thời để nguyên bản thế. Tiếp cánh cửa bên này đi, anh em mình xem keo chỉ của cửa bên phụ đằng trước. Đấy, thì như em nói ban nãy rồi, thì về phần keo chỉ thì em cũng kiểm tra trước rồi. Đây, và giờ là quay kỹ cho các bác thôi. Đây, nên cửa bên này thì cũng tháo rồi, tháo để sơn các bạn, chắn là tháo để sơn. Còn về phần keo chỉ thì nguyên bản. Đây là phần ốc cửa đằng sau, cửa đằng sau thì lại chưa tháo, cửa sau vẫn còn nguyên bản luôn. Đây, cả ốc trên ốc dưới nguyên bản. Nguyên bản suy ra cái keo chỉ của cửa này chắc chắn nguyên bản. Đây. Đây chỗ này bị nứt tí, nhưng vẫn là keo chỉ nguyên bản của nó, chưa phải chạy lại các bạn. Rồi. Bây giờ em quay đến cái phần máy đi. Quay phần máy. Đây em để cái máy quay ở đây, em sẽ đi mở cái nắp capo các bác nhé. Quay một mình ấy đâm ra là tự mở.
Đây em lấy máy quay quay tiếp cho các bác. Về phần keo chỉ của cabo, đây cabo thì cũng được tháo rồi và tháo ra để sơn. Còn phần keo chỉ thì vẫn còn nguyên bản các bác ạ. Đây. Đấy, còn rất là đều xuống gần tận dưới luôn. Đây bên đằng này cũng vậy. Đây, em cố gắng là lia cái máy thật chậm. Thật chậm. Rồi. Đấy, ổn đấy. Rồi bây giờ là đến cái phần giằng đầu. Phần giằng đầu thì em cũng kiểm tra hết rồi. Trước khi mà mua thì em có kiểm tra. Em không biết là các bác có nhìn thấy không, nhưng mà giằng đầu đây thì nguyên bản về vẫn sắt xi to, nó không bị đâm đụng ở đâu. Bên này cũng vậy. Đây, các cái phần tai. Đây, chuyển sang bên phụ. Bên phụ bên giằng đầu cũng vậy, là không có bị đâm đụng hay móp méo gì cả. Bên phần càng thế. Còn cái phần quan trọng nhất đó là phần máy. Phần máy này thì cái máy này thì năm 2011 nên là nó sẽ ra dầu ở trong giàn cò. Và như các bác nhìn thấy ở đây, cái ốc này là ốc giàn cò này thì đã được vặn rồi và để chít lại keo giàn cò. Còn bên dưới thì cái ốc dưới, các bác lại nhìn cái ốc bên đằng dưới này, ốc dưới sâu ấy, thì là còn nguyên bản. Còn nguyên bản đây, ốc này nguyên bản này, còn ốc trên là tháo còn nhìn thấy ngay. Ốc này ốc nguyên bản này, theo ngón tay em chỉ này. Đó. Thì mình có thể nhìn, mình căn cứ với rất là nhiều các điều kiện thì mình sẽ phát hiện là máy đã bị tháo hay chưa. Đấy, như con này thì cái phần chân máy này khá là mới. Thì cái chân máy này là như cái clip mà các bác xem, cái clip mà em quay lúc trước ấy, thì các bác sẽ thấy rằng là cái chân máy là cái bác chủ trước ở Hà Nội ấy, bác ấy đã thay chân máy rồi. Đấy là về cái phần chân máy. Còn về phần số ở bên này, về phần số thì nguyên bản các bác nhé. Theo cảm quan em nhìn ở đây, nó là nguyên bản luôn, chưa bị tháo hay là chỉnh trang sửa chữa cái gì cả. Đấy, về phần số là nguyên bản, về phần máy cũng thế, nguyên bản. Đây, nhìn rất là chung là con này nhìn nó cũng không phải quá khó. Đấy, dây dựa nó cũng đấy. Đây xong là đầu bò. Máy thì được bên em về thì cũng vệ sinh rồi, vệ sinh cũng khá là kỹ càng, nhìn cho nó đẹp. Đấy. Vệ sinh nó đẹp để cho các bác nhìn thì cũng dễ hơn. Rồi, bây giờ thì anh em mình sẽ xem đến cái phần nội thất của xe. Xem phần nội thất của xe. Thì việc đầu tiên đập ngay vào mắt anh em mình là cái ghế lái. Mọi người thường xem ghế lái thì ghế này thì đã được bọc lại da, như các bác mà trước cách đây mấy tháng các bác xem clip ấy, thì được bọc lại da rồi và hiện tại nó còn khá là đẹp. Đấy, cả ghế đằng trước cũng như là ghế đằng sau. Đây em mở cái phần ghế sau đây. Con xe này là con xe 7 chỗ các bác ạ, nên là nó có hai ghế đằng sau cùng nữa. Đây, phần ghế thì còn khá là nuột, kể cả phần da ghế. Còn hai ghế đằng sau đang tạm thời gấp xuống này. Khi mà mình kéo hai ghế này lên thì nó sẽ thành hai chỗ ngồi nữa và mọi người có thể ngồi đằng sau. Thì ghế này, ghế trên này mình có thể gấp hẳn xuống, gấp cái này xuống là thành như một cái giường luôn, trải ra như cái giường luôn. Đấy, thì về phần trần thì cũng còn khá là đẹp. Về bên này thì còn khá là đẹp này. Trần còn khá là mượt. Tuy nhiên là nó có một chút xấu ở đây. Như trước em quay rồi, các bác chắc là nếu mà ai mà theo dõi kênh từ lâu thì sẽ biết. Thì trước ấy, bác chủ trước ấy, là bác ấy bị tắc ở cái cửa sổ trời này. Nó sẽ xuống, nó sẽ có một cái đường thoát nước. Đấy. Nhưng tuy nhiên là nó bị lâu ngày nó bị tắc. Cho nên là cái cửa sổ trời này nó bị thấm cái nước qua đây. Nên như bác gắn cái vệ sinh lại này, nhìn nó hơi nhom nhem cái đoạn này một tí. Đấy, nhưng mà tuy nhiên bây giờ đã khắc phục ok rồi, bác ấy đã đi 1-2 năm rồi. Đấy, các bác yên tâm. Thì con này nó có cửa sổ chơi. Đấy, đấy, cái phần đấy là cái phần xấu nhất, là nó bị cái keo bẩn ở đây này. Đó,
Thế còn về phần ngồi đằng sau này thì các bác thấy ở đây là có một cái cửa gió điều hòa này. Đấy, cửa gió điều hòa cho cái người ngồi đằng sau. Cái nhược điểm của con xe này là cái hàng ghế cuối cùng này nó không có cái cửa gió điều hòa. Cho nên là nếu như mà người ngồi lái thì mình lại phải chỉnh hai cái kia lên trên, hai cái hốc gió cao lên trên để nó vòng gió nó vòng qua bên đằng trên mái trên nóc xe để nó quay xuống. Đấy. Thì về phần nội thất bên trong da ghế với trần là như vậy. Còn lại là về các cái tiện ích, ví dụ như nó cũng có những cái chỗ để đồ này, cái này là loa này, để đồ, để cốc nước các kiểu. Đấy. Đây, phần sau cốp nó như thế này. Đây, cái phần cốp thì có cái đồ kích này các bác này. Đấy, kích với lốp phụ ở bên dưới. Đấy, tí này em sẽ quay thêm cái phần gầm. Đây, còn cái ghế này thì mình sẽ kéo lên như này. Đó, kéo lên như này thì nó sẽ có thêm hai chỗ ngồi ở đằng sau. Đấy. Thì, tuy nhiên cái chỗ ngồi đằng sau này ấy, thì có lẽ là cái người nào mà dưới khoảng 1m6 ngồi thôi thì hợp lý, nếu mà cao to thì sẽ khó chịu, như em là em chịu luôn đấy, không ngồi được. Đấy, như em thì bó tay luôn. Đấy, ở đây thì nó cũng có các cái chỗ để mình để cái chai nước hay là để đồ. Đấy. Đây. Các cái chỗ để chai nước để đồ. Còn đây thì nó lại có một cái chỗ tẩu để cắm có thể lấy điện ra các bạn này. Đấy, chỗ tẩu để cắm điện 12V. Bên này cũng vậy. Chỗ này thì có thể là móc, có thể là để mình có thể chế thêm cái móc gì đó. Ở đây thì để được những cái chai nước, chai gì đây vào đây thì rất là tiện. Đây, nhìn từ đằng sau lên đằng trước này. Đấy, xe 7 chỗ ngồi. Đây, em sẽ lên khoang ghế trước. Thì đằng trước này thì toàn bộ cái hệ thống gương kính chỉnh điện hết các bạn. Đây là chỉnh kính 4 cánh cửa, chỉnh gương toàn bộ bằng điện. Và cái con bản phone này thì cái ghế lái này này, cái ghế lái nó là chỉnh điện nhá. Đấy, chỉnh điện. Đây các bác nhìn. Đó, chỉnh điện. Tột ra tột vô. Đấy. Thì chỉnh điện. Đây, em sẽ quay vào đến trong cái phần trong xe. Để nổ nhá cho nó đỡ nóng, nó đỡ kêu. Đây, các bác đi mua xe thì các bác để ý những cái chỗ hàng người ta hay cầm này. Như cái con này nó mòn như thế này rồi thì không thể ở 9 vận 2 được. Đấy, thường người ta, cái người chủ trước ấy, hoặc là những cái chỗ mà bán xe trước người ta hay tua. Thì con này là nó phải đi đâu đó là loanh quanh ở trên 20 vạn. Đấy, khoảng 20 vạn, hơn 20 vạn. Vì cái xe này thì đời 2011 rồi mà. Điều hòa thì điều hòa auto các bác nhé. Đấy, điều hòa auto. Đây. Ấn nút đây, điều hòa auto. Và xe này thì có cái màn hình. Màn hình này thì nó có cả Google Maps này, Music, Bluetooth các thứ đều được này. Navi dẫn đường này. Rồi là nghe nhạc, gọi điện thoại các thứ ở trên này đều ok. Đấy. Các bác kết nối vào điện thoại của mình. Con này thì số tự động. Đây, cần số đây. Số P, số lùi, rồi là số tiến các kiểu. Đây, sang bên này là số Sport nhé. Ấn nút cộng, nút trừ này thì nó sẽ tăng tốc, giảm tốc, rồi là xuống dốc các thứ, thì anh em sẽ sử dụng những cái này. Ở trên vô lăng thì nó cũng có các cái nút, ví dụ như chỉnh âm thanh này. Đây, nút chỉnh âm thanh này. Lên xuống các thứ. Cái nút này thì để đo quãng đường các kiểu này. Đo cái đường, quãng đường AB các thứ, xem là mình đi được bao nhiêu quãng đường. Đấy, về hệ thống giải trí thì hiện tại là có một cái đầu DVD này. Và cái hệ thống âm thanh thì nó có loa đây. Có loa ở trên 4 cánh cửa và có 2 loa ở trên 4 cánh cửa. Và 2 cánh cửa trước thì có mỗi cánh là 2 loa. Loa nhỏ bên trên và loa to bên dưới. Cánh cửa sau thì có 2 loa nữa, mỗi bên 1 loa. Tổng cộng nó có 6 cái loa. Còn về túi khí, về phần túi khí thì cái xe này trang bị an toàn là có phanh ABS và hệ thống túi khí có 2 túi khí người ngồi, là người ngồi lái này và cái người phụ đây. Đây, cái túi khí nó biểu tượng túi khí ở đây các bác này. Đấy. Thì phần nào nữa nhỉ? À đây, những cái tiện ích là nó còn các cái tẩu để đựng tàn thuốc này. Đấy. Đây, ở bên trong này thì cũng có cả cái tẩu cắm sạc này, cổng USB, cổng AUX đầy đủ. Bên trong đây thì có thêm một cái chỗ tẩu cắm thuốc nữa.
tổng quan tổng thể về cái xe này là như vậy, và tất cả mọi cái thì hiện tại đang chạy rất là ok, từ kéo kính, gạt mưa, rồi mọi thứ đều rất là nuột mượt mà. Và đăng kiểm thì mới đăng kiểm rồi, phí đường bộ cũng mới. Thì các bác nào mà kết cái xe này thì gọi điện cho em 0962004888 hoặc là số anh Cường 0964606060. Đây, check cái cửa sổ trời các bác một tí. Đó. Đây. Ngồi bên trong xe mà mùa thu này nữa hóng mát thì rất là tuyệt vời các bác nhé. Mình đóng ấn vào đây. Đấy, tuy nhiên các bác nhớ mở ra thì phải ấn vào, chứ không là sẽ dễ bị mưa. Rồi ok, em xin phép kết thúc cái video ở đây. Và có bác nào mà thích cái xe này thì liên hệ với em theo số điện thoại bên trên. Và xin phép là lại nhờ các bác ủng hộ thêm kênh bằng cách đăng ký và ấn nút like. Xin chào và hẹn gặp lại.